Xin chào mọi người, hôm nay cùng đi ăn buffet 149.000 có panna cotta ngon xịu nha. Quầy live vẫn đa dạng tương đối, review liên tục. Có nhiều món lắm, lâu lâu có món mới nữa. Đã đến ăn nhiều lần quán vẫn đỉnh như cũ. Khúc này sau khi đi lấy đồ ăn nè. Nay đổi sang chảo găng nướng được nhiều hơn, thỏa thích hơn luôn. Có vú heo, thịt bò, tôm mực các thứ. Đồ ăn vị đậm đà, vừa ăn không giới hạn thời gian ăn nha. Một củ trứng nè. Quá trời thịt bò luôn, thích sốt trứng muối ở đây ghê. Nay có cả viên xào rau muống, gà chiên giòn nữa. Quầy nước sốt này cũng nhiều lắm. Mua thêm một chén phô mai ăn cho đã. Panna cotta siêu ngon. Chỗ này là lầu nướng Linh An. Địa chỉ quán như trên list nha. Có dịp mọi người có thể thử nha. Bye mọi người.